Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ của em. Em xin giới thiệu, em tên là Phúc, có địa chỉ tại số 18 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, Hà Nội. Bên em là auto Vượng Phương nhé. Em là auto Vượng Phương. Vâng. Hôm nay em lên sóng với quý anh chị và các bạn một mẫu xe Mercedes C250 sản xuất 2010. Quý anh chị nào đang có nhu cầu tìm cho mình chiếc xe để mà đi phục vụ Tết đấy, đi Tết đấy, thì đây là một chiếc xe mà đáng để mà quý anh chị quan tâm. À, hồi mới ra mắt thì nó phải bỏ, quý anh chị phải bỏ ra khoảng tầm gần 2 tỷ hơn thì mới sở hữu của em nó, nhưng bây giờ thì giá của em nó thì rất là êm rồi, sau 10 năm em nó bây giờ chỉ khoảng tầm hơn 400 thôi. Em sẽ công báo giá cụ thể cuối video nhé. Còn sau đây em xin mời quý anh chị đi một vòng quanh tổng thể sau 15 sử dụng, nhưng mà cái dáng mẹc của dòng xe cao cấp, cho nên là kiểu dáng sau 15 nhưng mà vẫn còn rất là đẹp. Đó, lốp thì mới thay cho nên là còn rất là dày dặn. Dòng mẹc này thì quý anh chị cũng biết rồi, rất là đầm chắc, mạnh mẽ, kiểu dáng thì rất là thời trang. Một dòng C250 sản xuất 2010 đã được trang bị rất là nhiều tính năng cảm biến xung quanh xe. Đó, cốp thì rất rộng rãi, lốp thì đã hạ rồi nhưng mà còn rất là mới ạ. Chỉ hơn 400 triệu thì tội gì phải đi vai ớt, đúng không quý chị? Một dòng xe hạng sang. Tất nhiên là sau 15 sử dụng thì em nó có những cái dấu hiệu của thời gian xuống sắc rồi, nhưng mà còn rất mới. Xe đây đã trang bị cả cái rèm chống nắng đằng sau nhé quý anh chị nhé. Ghế da nguyên bản còn rất là mới. Đó, đúng là xe hạng sang sau 15 sử dụng nhưng mà không có gì gọi là xấu xí cả. Vẫn có một nét đẹp rất quyến rũ. Loa thì rất là hay nhé. Loa thì là loa hạng sang của cái dòng xe sang rồi, nên là rất là hay. Đây, vô lăng thì ốp vân gỗ rất là đẹp. Ghế da còn rất là căng mọng. Thôi, mời quý anh chị vào khoang động cơ đi. Cơ 2.5 nên là rất là to, mạnh mẽ. Bên em xe cũ thì cam kết cho quý anh chị 3 vấn đề nhé. Xe không đâm đụng, không ngập nước, giấy tờ an ninh đảm bảo. Bảo hành cho quý anh chị 6 tháng, khi mua về phát hiện ra xe đâm đụng hay ngập nước thì bên em sẽ nhận lại xe, hoàn lại tiền cho quý anh chị. Hoặc là trước khi mua quý anh chị có thể mang ra hãng check, hoặc là nhờ người nào biết về xe để đến xem xe hộ. Vâng. Đó. Quý anh chị nào mà thanh niên hoặc là gia đình hoặc chị em phụ nữ đi con này thì chấm hết. Giá tiền thì xe hạng xe cỏ nhưng mà lại được sở hữu một cái xe hạng sang. Sau đây em xin tổng kết lại một lần là bên em đang chào bán chiếc xe Mercedes C250 sản xuất 2010 đăng ký biển Hà Nội. Xe này bên em đang chào bán với giá là 450 triệu. Giá trên còn có thể thương lượng khi mà quý anh chị đến xem xe, hoặc là alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0936898225. Con xe này có thể hỗ trợ ngân hàng đến 50% trong vòng 3 năm. Bởi vì xe em được sản xuất 2010 nên không được hỗ trợ nhiều. Vâng. Để biết thông tin cụ thể thì có thể alo cho em. Chiếc xe này đang có mặt tại 18 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, Hà Nội nhé. Cảm ơn quý chị đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại quý chị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.